Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Kính thưa quý vị, theo báo Công giáo, chính thức Công an Kon Tum khởi tố vụ án Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh. Công an Kon Tum khởi tố vụ án bắt tạm giam đối tượng sát hại ông Trần Ngọc Thanh. Những ngày qua, vụ sát hại xảy ra tại xã Sa Long, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, dẫn đến cái chết của ông Trần Ngọc Thanh, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại 130/1490A đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, là linh mục giáo xứ nhà thờ Đắc Mốt, xã Sa Long, huyện Ngọc Hồi, đã làm nhân dân và dư luận xã hội ở địa phương chưa hết bàng hoàng. Mặc dù vụ việc xảy ra trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhưng với sự nỗ lực khẩn trương, trách nhiệm, ngày 31 tháng 1 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kon Tum ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Giang Lỗ 2, xã Sa Long, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum về tội giết người. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu đối tượng Nguyễn Văn Kiên khai nhận bản thân là thành viên của gia đình giáo dân Công giáo, thường đi lễ, đọc kinh tại nhà thờ thuộc xã Sa Long, huyện Ngọc Hồi. Khoảng 19 giờ ngày 29 tháng 1 năm 2022, biết tại nhà bà Y mới thuộc thôn Giang Lỗ 2, xã Sa Long, huyện Ngọc Hồi, một điểm sinh hoạt các nghi thức tôn giáo của giáo dân, đang diễn ra nghi lễ do ông Trần Ngọc Thanh, linh mục, giáo xứ nhà thờ Đắc Mốt, xã Sa Long, huyện Ngọc Hồi chủ trì, nên Kiên lấy một dao dài khoảng 40cm, của gia đình đi đến nhà bà Y mới. Do thấy đông người nên Kiên đứng ngoài đợi. Khoảng 30 phút sau, khi mọi người ra về, trong phòng chỉ còn 20 người, thì Kiên đi vào và dùng dao sát hại ông Thanh. Sau đó Kiên nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi chỗ đàn piano ở gần bàn thờ Chúa, nên chạy đến dùng dao chém. Tuy nhiên, người này đã kịp dùng ghế gỗ tránh đỡ và chạy thoát. Người dân có mặt tại hiện trường đã khống chế, bắt giữ và lấy dao từ tay Kiên, đồng thời nhanh chóng đưa ông Trần Ngọc Thanh đi cấp cứu, nhưng ông đã tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an huyện Ngọc Hồi cùng đại diện chính quyền địa phương và các linh mục phụ trách giáo xứ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, đồng thời đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Kiên để điều tra làm rõ động cơ, mục đích giết người và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót và thưởng công bội hậu cho cha mau chóng về bên nơi Chúa. Xin kính chào quý ông bà, anh chị em.